công tác của nó. Nào. Còn chút chữ gì? Không phải nói ghét được mà tức là tôi phải hiểu là đành chấp nhận là coi như bên kia mất. Bố bố. Mình đang chặn nên mình. Liệu bây giờ bao đủ không? Không chắc đủ được. Về đắp ngang không đắp dọc, đắp dọc không đắp ngang được không? Đắp ngang thiếu. Ờ nhưng vẫn phải đắp ngang không đắp bấy được. À như đang đây. Đây dọc. Cái này dọc cái gì? Mình chạy dọc. Dung lượng này còn nhiều không? Đầy. Thế đang kín rồi đấy. Kín rồi. Không có nước ở trong tấn công ra. Không sợ là nó tối, nó lôi đây. Tối trông. Ở đây nó có cái bọn đánh này, đánh cuối cua, đánh gì này. Cái gì dài ấy, đéo. Là nó cứ... Là nó hay đi game, đi hôn. Có hai giải nữa à? Hai giải nữa thôi. Ai chết rồi. Cái thiếu rồi. Thế về lấy tải à? Đéo có bao nhiêu đây à? Cái tưởng là nó tưởng nó ấy là tưởng nó chiếu à. Cái tưởng là nó đấy rồi là cái gì nhỉ? Hai bao nó đủ không? Không đủ được. Mò ngoài này vào. Mò thì có một mình nhá, khó lắm. Lội ngoài càng mát thế nào. Rồi. Một bên là tới đi. Ôi vẫn hổ không ạ? Vẫn hở. Chưa được, chưa được. Giờ thấy rồi. Vẫn hở nhớ, vẫn hở mép cống á. Ừ. Thì xoài cái này tôi hụt vào trong cái vòng tròn rồi. Ừ. Ít nhất là thiếu hơn 5-6 bao nữa. Ừ. Thảo. Phải chan đến tận miệng, thế nó phải lên tận này trên này cơ. Đúng rồi, nó phải lên trên này. Thì... Ngoài chắc gì đã có. Có bây giờ là khổ lắm. Có không? Ai, nó đang đi nào vậy? Hay là nó đạp vào trong cống mẹ rồi. Không, cái này không đạp vào đâu, nó chỉ kéo ra. Giỡn kéo ra nhưng mà ngoài này có mấy cái thôi. Hôm qua là đắp buổi sáng mà. Hôm qua nhiều thế à? Có đắp kín hay là cánh hồng đắp mấy tải kiểu nó lưng lửng ấy đi. Lặn xuống lấy. Lặn. Ô đi hả? Cần thiết không để em xuống. Ừ. Không để em xuống. Nói thật, cái điều gì thế khó như phải làm. Phải bảo nhau đúng không? Không để em xuống. Xong còn nhiều bao không có ngoài có nữa. Mà nếu ấy không để em xuống. Ơ tài nhỉ thế nó luôn. Không có bao nữa đâu, ngoài không có bao đâu. Nào. Thế nó đạp nó được vào trong cống được nhỉ đúng không? Rũ tải nó lấy đi. Thật sợ rũ tải lấy đi ấy, không có bao đâu. Lặn rồi. Lặn lá nào đứng mất tăm. Mất tăm ở đây nha, mình dám sợ, mình đang biết bơi sợ dãi. Mất tâm rồi. Không tìm được. Giảm tâm luôn lên đây. Mất tâm không tìm được á? Không tìm được. Ê, vậy nếu được hai bao nữa đủ. Con này là con đỉa này. Chụp. Đỉa này. Giấy giấy không được. Chịa tay á. Mẹ kia mẹ. Mọi nó hơi sợ cắn đường thủ đấy. Vứt vào trong đồi ở trong ấy không? Cái bên này thấp hơn, bên này thấp hơn, cái này trước à? Đấy, bên này chít rồi đấy. Này nào qua bể hồng đắp nào cũng được. Hồng đắp qua thế này là không hết, không đủ, không biết bao thôi. Nhưng mà đợt trước em đắp kín này mà, xong rồi bao điêu hết nhỉ? Gì em hai tí cho nó. Không có. Trời, sao rũ tải thật rồi. Cái này rũ tải rồi, lấy tải rồi. Đó, một bao nữa thì tốt. Để một bao nữa kín thật đấy. Còn lại là đất miền Trung. Chả có lấy đất vậy, sân đất vậy. Không, sân cũng không phải. Cái này sân đất rồi đấy. Ôi, đắp đất đó rồi. Đất không được đâu, nó vẫn rỗng này, không được. Trên này thì được. Phải cho ép vào trong này đi. Đúng rồi, phải có bao nữa thật. Ép vào trong. Ai không chờ tôi, còn thiếu bao tôi mới lấy cho cái bao. Anh về lấy rồi em ơi. Cho lấy thế để về lấy cho hai bao. Hai bao gì? Ba lại. Để em ép xô xong để vào anh ạ. Ép cho nó
mình chủ quan, nhà nhiều nhưng không nâng đi. Mình nghĩ là nó chỉ mấy cái thôi. Bây giờ nhà anh nuôi vịt nhiều có bao nhiêu, như em mình chịu ấy. Ôi bao tải nhà anh chỉ đúng là mấy trăm luôn. Lăn đi. Cái đàn nó bán được không? Đàn con đàn nó bán được không? Đây đang có một đàn đang bán đàn 400 nhỉ? À 400 à. Không có. Khai cứ tắt là nó khắc lưu à? Tắt là nó khắc lưu à? À cuốn. Lẹ à? Chú à? Cháu đang đi đắp lũ ở trong chỗ khe nung này. Cháu chưa, cháu với Thụ vẫn đang ở đây. Vâng, để cháu đắp xong cho vào. Bảo uống chưa? Nó đang bảo uống chưa? Vâng, cháu đang đi đắp nước, cháu về ngay. Vâng. Chỉ còn cho mắm mắm tí thôi anh Thụ nhỉ? Thấy chưa? Tắt chưa? Chưa. Không quay tiếp tục. Ảnh rộng thế, nhiều thế. 5 phút rồi cơ mà. Cá. Cứ để tắt cái nó.